quý vị ơi, không mà tâm lý vẫn lo tiền, vẫn lo tiền. Quý vị ơi, nếu như mà khán giả, mọi người nhà tài trợ nào mà thấy cảnh này thì mọi người nên thương Nam Thư. Bây giờ đang trễ bối cảnh, Nam Thư sợ độn tiền lên cho nên cô ta khóc tức tưởi. Mà lấy một cái lý do rất là đạo đức giả đó, là, đó là mọi người đang đợi chị. Đúng rồi, sợ tốn tiền. Sợ tốn tiền quý vị nha. Cứ 5 phút Nam Thư mà trễ là coi như tốn cả tỷ bạc. Nếu như ai coi được clip này thì có thể tài trợ cho Nam Thư với số tài khoản là 9 nhớ vẫn đọc nha. Rồi à, chi nhánh nào? Việt Cầm Băng. Thôi mẹ khóc mà vẫn Việt Cầm Băng ghê sợ. Khi đâu tụi bay làm lẹ nè, tụi bay làm lẹ nè, chị tao khóc quá rồi nha. Tội nghiệp quá. Quay không? Có, đang quay nè, em xin tài trợ cho chị nè. Mẹ không quay phim kìa. Ủa vậy hả? Nha, kính thưa quý vị các bạn, nếu như mà xem clip này của nhà tài trợ nào mà đại gia đã tài trợ cho Nam Tư, sao mà được khóc nữa. Rồi, bây giờ Lâm đi quay đi nha cả nhà nha. Đi đồ nào cũng khóc hết, cái gì đi đâu cũng khóc, làm gì cũng khóc, giống gì cũng hoài vậy. Đây luôn, hồi nãy đâu lấy đâu, thôi không lấy, không lấy, không lấy. Quý vị, kính thưa quý vị các bạn, Nam Thư có tiệt chiêu là khóc như vậy nha. Đi game show cũng khóc nha, đi phim cũng khóc, đi quay tiểu phẩm cũng khóc luôn nha. Khách ai mà làm bồ đó ha, mà khóc cái hộp sò, khóc cái miếng đất. Ghê. Chị có tiền làm với đất ma hoài. Hoài làm hoài, mà không lời mà làm hoài. Mà tiền ở đâu ra, khóc ra. Đúng không? Vì đã già rồi, đâu có làm, đâu có nhan sắc là gì, khóc thôi. Nhìn đây nhìn là clip này Lâm khóc cái gì đó, là Lâm xin cái gì đó không? Anh muốn nhu cầu quay web ra mà. Thì không, muốn anh quay ra sản phẩm mà ủng hộ nha. Anh không khóc, anh không khóc. Nhưng mà anh làm sản phẩm đôi tay của anh. Đây, đôi tay này tôi có thể làm nên tất cả. Đôi tay hay cái miệng? Đôi tay miệng, tay bằng miệng. Tay.